Bạn làm được chưa? Alo. Và không hề thấy. Không Sao lại biết bằng à? không? Sao lại không bằng không ấy? Nhưng mà cái return của thầy, return Tôi nghĩ là À phải đúng rồi, return nhầm của rồi, n nhầm rồi. trừ 1, n trừ 1, Xin n trừ lỗi, xin lỗi. 1. Tôi Bản vậy. nhầm, tôi nhầm, đề nhầm, đề nhầm. Return S chữ 4, Frex N chữ 2 nhé. N chữ 2, N chữ 2. Tôi nhầm. Các bạn suy nghĩ 5 phút tôi chữa nhé.
Chưa, yeah, tôi chữa nhá. Tôi có hàm fresh của 0 là bằng 0. Fresh của 1 thì bằng gì ạ? 2 4 nhân với fresh 0 là bằng 0. 0 trừ đi 4 nhân với fresh trừ 1 là 4, trừ 4 nhân với trừ 1 là bằng 4. Fresh 2 sẽ bằng 2 lần fresh của 1 là 2 nhân 4 là 8. Đúng không ạ? Trừ đi 4 nhân với fresh của 0. Đấy, fresh 2 bằng 8. Fresh 3 sẽ bằng 2 nhân fresh 2 là bằng 16, trừ đi 4 nhân với fresh của 1 là 4, 4 16, 16 trừ đi 16, fresh 3 bằng 0. Và fresh 4 sẽ bằng 2 lần fresh 3 là 0, trừ đi 4 lần fresh 2 là trừ 32. Vậy các bạn làm đúng rồi. Câu B này, đây là câu A nhé. Câu B này, chúng ta dựa vào công thức này thì chúng ta sẽ suy ra được là gì ạ? Công thức đại quy sẽ có là fresh n bằng fn đi, chúng ta viết ngắn gọn lại đi, bằng 2 nhân với gì ạ? Tấn đặt đi, tấn đặt fn bằng fresh n đi. Đấy thì chúng ta sẽ bằng 2fn trừ 1 trừ đi 4 nhân với lại fn trừ 2. Đầu tiên nhá, bạn thấy này, fn sẽ bằng n khi n nhỏ bằng 0, được chưa? Và fn sẽ bằng 2 nhân với fn trừ 1 trừ đi 4 nhân với fn trừ 2 khi n lớn hơn 0. Và chú ý nhá, là công thức này chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ? Rút gọn tiếp được. Chúng ta đặt cái công thức này là bằng 1 này. Chúng ta đặt cái công thức này bằng 1 này. Chúng ta sẽ tiếp tục làm này. Từ 1 ta có này. Fn trừ 1 sẽ bằng 2 nhân với fn trừ 2 trừ 4 nhân với fn trừ 3 khi n gì ạ? Khi n trừ 1 lớn hơn 0. Đúng không ạ? Từ 1 nhá, chúng ta lùi n đi một đơn vị thôi. Fn thì chúng ta có fn trừ 1. Ở đây là 2 nhân fn trừ 1 chúng ta là 2 nhân fn trừ 2. Trừ 4 fn trừ 2 chúng ta là trừ 4 fn trừ 3. Và khi n lớn 0 thì chúng ta sẽ có khi n trừ 1 lớn 0, nghĩa chúng ta thay n trừ 1 vào n. Được chưa ạ? Hay. Hay chúng ta suy ra là gì ạ? Chúng ta có fn trừ 1 bằng 2fn trừ 2 trừ 4fn trừ 3 khi n lớn hơn 1. Chúng ta gọi đây là công thức thứ 2. Được chưa? Chúng ta lấy này, công thức 1 này cộng với 2 nhân với công thức 2 ta thu được này. Chúng ta lấy công thức 1 này cộng với 2 nhân công thức 2, nghĩa là fn cộng với 2 nhân với dạ, fn trừ 1
bằng dạ bằng 2 n trừ 1 trừ đi 4 n trừ 2 cộng với dạ 4 n trừ 2 trừ đi 8 n trừ 3 khi dạ n lớn 1. Chú ý ở đây là chúng ta phải lấy trường hợp, vì là chúng ta có là khi n lớn 1 nó sẽ thỏa mãn là n lớn hơn 0, nên chúng ta phải lấy là n lớn hơn 1, đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta muốn sử dụng cả đồng thời cả hai công thức 1 và 2 ấy, thì chúng ta phải có điều kiện là khi n lớn hơn 1. Vì khi n lớn hơn 1 thì nó sẽ thỏa mãn n lớn hơn 0. Còn nếu mà chúng ta lấy điều kiện n lớn hơn 0 là chúng ta sẽ không thể có được công thức 2 đâu. Nghĩa là khi muốn sử dụng cả công thức 1 và 2 thì chúng ta có điều kiện chung là n lớn hơn 1. Ở đây chúng ta đặt là n lớn hơn 1 là vậy. Được chưa? Thế thì dựa trên đấy thì chúng ta sẽ rút gọn ra được gì? Chúng ta thấy là hai bên vế là đều có 2 n trừ 1, chúng ta loại đi này. Được chưa? Bên này có trừ 4 n trừ 2 cộng 4 n trừ 2, chúng ta loại đi, như vậy là cuối cùng chúng ta sẽ có n sẽ bằng gì ạ? Trừ 8 n trừ 3 nhân n trừ 3. Và đây chính là công thức đệ quy chuẩn. Vậy ta có công thức đệ quy rút gọn này. Này. Là Fn bằng n khi và Fn sẽ bằng trừ 8 n trừ 3. Bây giờ các bạn làm cho tôi câu C xem nào. Thì câu A và câu B. Để chúng ta suy nghĩ làm câu C xem nào. Đây là câu A và câu B. Chúng ta sẽ làm câu C. Bạn suy nghĩ làm câu C nhé. Khoảng 5 phút nữa tôi chữa. Suy nghĩ làm câu C nhé.
Nguyễn Hoàng Long có công thức ác liệt đấy. Y ở đây là gì? Y là số ảo đấy, y bình phương bằng chữ 1 đấy ạ. Y là số phức à? À, số phức, vâng. Thì nếu mà với n bằng 1 thì frac n nó sẽ ra giá trị phức à? Không ạ. 1 thì nó tự chi tiêu mà thầy. Bên trong nó tự chi tiêu sang số 1 thầy. Ừ, nhưng mà bên ngoài em có y đến gì? Bên ngoài y loại nhân lấy y bình bằng trừ 1 thầy ạ. Công thức này là công thức truy hồi của toán dây giạc thầy ạ. Ừ, nhưng mà ok, nhưng mà với n bằng 1 nhá. Thì y trừ 3, y căn 3 và thì sẽ bị triệt tiêu trong dấu ngoặc, nhưng mà y ở ngoài dấu ngoặc này này. Nó có triệt tiêu không? Trừ y căn 3 trừ đi y căn 3 trừ 2 y căn 3 mà. Trừ 2 y căn 3 xong nhân với 2 trên căn 3 y. À ok, nếu mà dấu ở đây là dấu trừ đúng không? Là trừ 2 y căn 3 thì ra ngoài là y bình đúng không? Dạ vâng ạ. Có đúng không? Chắc chắn đúng thầy ạ. Công thức này công thức truy hồi à? Vâng, bọn em là dùng công thức, dùng cách tính này là từ môn toán rời rạc ạ. Tôi thì không biết công thức này. Tôi chỉ làm đơn giản thôi. Như là chúng ta chúng ta đặt thôi. N bằng 3 nhân K chúng ta sẽ xét 3 trường hợp chứ, xét 3 trường hợp là n bằng 3 nhân k này, n bằng 3 nhân k cộng 1 và n bằng 3 nhân k cộng 2 với với ca lớn hơn 0. Lớn hơn bằng 0 đi. Đấy, lớn hơn bằng 0. Đây là trường hợp thứ nhất này. Trường hợp 1 là khi n bằng 3 nhân k thì chúng ta sẽ có là fn sẽ bằng gì ạ? Trừ 8 mũ k xong rồi nhân cho f0. Mũ k đúng không? Chúng ta cứ trừ 3 đi, trừ 3 đi thì mỗi lần trừ là chúng ta sẽ nhân thêm một giá trị trừ 8 mà đúng không? Và chúng ta cứ lùi ra dần dần nhân với f0. Vì sao? Vì n trừ 3 này, nếu mà chúng ta trừ thực hiện phép n trừ 3 này k lần thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có n trừ đi gì? À, chúng ta sẽ có 3 nhân k. À, n trừ đi 3 nhân k. Vì chúng ta thực hiện là vì chúng ta cứ tách là fn trừ 3 sẽ bằng là gì ạ? Trừ 8 fn trừ 6, fn trừ 6 sẽ bằng trừ 8 fn trừ 9.
Như thế vậy, vậy chúng ta sẽ có là trừ 8 mũ k nhân với f n trừ đi 3 nhân k. Mà ở đây chúng ta có 3 n bằng 3 k, 3 nhân k rồi, nên chúng ta sẽ có là m n sẽ bằng 0. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Trường thứ hai, n bằng 3 nhân k cộng 1 thì chúng ta sẽ suy ra n bằng trừ 8 k n trừ đi 3 k, đúng không ạ? Và nó bằng gì ạ? Nó bằng trừ 8 mũ k nhân với m1 và bằng gì? Bằng trừ 1 mũ k nhân với trừ 1 k chúng ta nhân với 2 tất cả mũ gì ạ? Ba nhân k, đúng không? Nhân với m1 chúng ta là bằng 4, đúng không? Rồi khác nó sẽ bằng gì? Bằng trừ 1 mũ k nhân với 2 tất cả mũ gì ạ? 3 nhân k cộng 2. Như chưa? Thế là trường hợp 2. Khi n bằng 3 nhân k cộng 2. Thực ra công thức toán dây giặc đấy tôi không biết đâu, hình là bạn cao siêu quá. Thực ra dùng phức rất hay đấy. Tôi thấy là nhiều phép toán mà chúng ta dùng phức là rất hay. Thậm chí các bạn có thể dùng phức của phức. Ví dụ là trong số thực thì không tồn tại số phức. Chúng ta, đúng không ạ? Đã dùng phức hay. Mà thậm chí các bạn có thể dùng số phức của số phức. Số phức của số phức của số phức của số phức. Đấy, rất hay. Ví dụ là khi n bằng 3 nhân k cộng 2 này thì chúng ta lùi k lần thì cuối cùng là chúng ta sẽ bằng gì ạ? Trừ 8 mũ k nhân với gì ạ? F2 mà F2 chúng ta tính trên này nó bằng 8, đúng không ạ? Bằng 8, đúng không? Đấy, đúng chưa? Như vậy là cũng chúng ta có công thức tính Fresnel này. Chính là gì ạ? Như vậy thì chúng ta có công thức tính Fresnel chính là chúng ta kết hợp lại cái này thôi. Fn bằng n khi n nhỏ bằng công thức tính Fresnel. À, Fn sẽ bằng này, còn không thì Fn sẽ bằng 0. Khi gì ạ? N lớn 0 và chia hết cho 3. Hoặc là và N bằng 3 nhân K đi. Với K lớn bằng 0. Chúng ta viết gộp lại thôi. Ok chưa? Cái này thì xong rồi nhá, có khi là như là ở đây chúng ta sẽ phân thành 3 trường hợp là gì ạ? N chia cho 3, N chia cho 3 dư 1 và N chia cho 3 dư gì ạ? Dư 2 đấy. Đây chính là công thức tính nhá. Chúng ta chỉ cần làm đơn giản này thôi là ok rồi. Bạn mang số phức ra thì
tôi khó xác định là nó đứng đắn hay không. Tôi chỉ cần các bạn làm được cái này là ok rồi nha. Ok chị ạ. Có cho bạn bài câu C nhé. Bạn thích làm bài tập nữa không hay chúng ta sang phần khác? Thực ra thì cái bài này thì nó hơi thiên về toán học một chút. Bạn thích làm bài tập nữa không hay là chúng ta sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo nhá. Thế thầy, cái này có trong thi không ạ? Cái này thì kiểu câu C sẽ không có trong thi đâu. Nhưng câu B là có đấy. Nhá. Kiểu như kiểu câu B là có. Câu A, câu B là có, nhưng câu C thì nó hơi thuần toán học rồi. Không có đâu nha. Đã xong phần tiếp theo đó là thuật toán quay lui. Backtracking algorithm. Thì các bạn học thuật toán quay lui từ cái hồi các bạn, tôi nghĩ là các bạn ở trong trường cấp 3 các bạn học suốt thuật toán quay lui rồi. Thì đây chúng ta chỉ nhắc lại một chút thôi. Bài toán quay lui được áp dụng để giải các bài toán có tính chất liệt kê. Thế nào là một cái bài toán có tính chất liệt kê? Chúng ta cho các cái tập A1, A2, A lớn N là tất là các cái tập hữu hạn. Thì chúng ta sẽ ký hiệu tập X lớn là tập gồm các cái phần tử X1 nhỏ cho đến XN nhỏ. Là các cái phần tử thuộc tập X lớn và nó nằm trong các cái tập hữu hạn A1 lớn đến A N lớn. Thế thì nếu như có một phần tử nào trong tập X lớn này thỏa mãn một tính chất P, chúng ta gọi một cái tập D lớn là tập chứa các phần tử X thuộc tập X lớn thỏa mãn một tính chất P, thì chúng ta gọi tập D sẽ là tập lời giải chấp nhận được. Đúng không ạ? Thế thì dựa trên cái bài toán liệt kê như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng thuật toán quay lui. Ví dụ thuật bài toán liệt kê nhé. Ví dụ như là chúng ta liệt kê một số nhị phân độ dài N. Thế thì lúc này là tập lời giải sẽ chứa các cái phần tử X1 đến XN với X, Y nằm trong hai phần tử 0 và 1. Nghĩa là lúc này các cái tập A1, A lớn 1 đến tập A lớn N ấy, nó sẽ chứa hai phần tử 0 và 1. Được chưa ạ? Hoặc là bài toán liệt kê các cái tập con M phần tử của tập N. Nghĩa là làm nào chúng ta sẽ lấy ra được tất cả các trường hợp có M phần tử của tập có N phần tử. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy ra M phần tử này. Và M phần tử đấy sẽ nằm trong N phần tử ban đầu. Và như vậy là toàn bộ các phần tử trong tập A lớn đều là có chứa N phần tử. Như vậy là tất cả tập A lớn từ A1 đến A lớn 1 đến A lớn N ấy, đều chứa N phần tử. Hoặc là bài toán liệt kê khác, ví dụ như là chúng ta xác định tập hoán vị của N số tự nhiên liên tiếp. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy ra một tập gồm N phần tử. Đúng không ạ? Mỗi phần tử đấy sẽ nằm trong các cái tập A lớn mà mỗi tập A lớn đấy đều chứa N số tự nhiên liên tiếp.
Và trong cái bài toán này lúc này chúng ta sẽ nhận thấy là cái tính chất P lớn mà chúng ta đặt ra ở trong cái phần lý thuyết, trong phần khái niệm này, là lúc này cái tập P lớn là xác định là xy sẽ khác xy, đúng không ạ? Vì sao? Vì là khi mà chúng ta đã lấy ra rồi, một anh đã được lấy ra rồi, chúng ta không lấy lại anh đó trong cái tập lời, trong cái lời giải nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có điều kiện là xy phải khác xy và y khác g. Nghĩa là một số tự nhiên đã được lấy ra ở một vị trí nào đó trong lời giải. Ví dụ là một xuất hiện rồi thì tôi không lấy số 1 ra nữa. Nếu mà lấy số 1 tiếp ở vị trí khác thì rõ ràng là số tự nhiên đấy bị xuất hiện hai lần thì làm sao là hoán vị được, đúng không ạ? Mỗi lời giải một số nguyên chỉ xuất hiện được một lần, một số nguyên trong n số chỉ xuất hiện một lần thôi. Thành ra chúng ta có tính chất P là xy sẽ phải khác xy và y khác g. Đấy, được nhỉ? Còn những cái hai cái ví dụ trên thì chúng ta thấy là chúng ta không có cái tính chất P nào rõ ràng cả. Nhưng ở cái bài tập thứ ba này chúng ta thấy là gì ạ? Tính chất P bắt đầu hiện rõ ra. Đấy nhá. Tóm lại nhá. Tôi nhắc lại một chút nhá là chúng ta có các cái tập A lớn 1 này, tập A lớn 2 này, tập chấm 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 này, tập A lớn L này, được chưa ạ? Trong này nó sẽ chứa các phần tử gì đó. Chứa các phần tử gì đó, được chưa ạ? Chứa các phần tử gì đó. Đúng không ạ? A lớn L nó chứa các phần tử gì đó. Thì tôi ở đây tôi sẽ gì ạ? Chọn lọc. Tất nhiên là thỏa mãn một cái tính chất P nào đó, tôi chọn lọc ra phần tử x1. Đấy, cái tập A lớn 2 cũng như vậy, có một số các phần tử trong tập A lớn 2 này chúng ta sẽ chọn lọc ra, tất nhiên là thỏa mãn một cái tính chất P nào đó. Còn nếu tính chất P mà không nêu rõ thì chúng ta sẽ lấy tất cả, lấy từng phần tử, lấy phần tử nào dạng được. Nếu mà tính chất P nó không rõ ràng chúng ta lấy phần tử nào dạng được, còn nếu mà tính chất P nó rõ ràng thì chúng ta phải chọn lọc theo cái tính chất P đấy. Tương tự như vậy, ta suy được n, và khi đó gì ạ, chúng ta thu được gì ạ? Một tập D lớn. Tập D lớn nó sẽ chứa các phần tử gì ạ, x1, x2, xn, và đây chúng ta gọi là tập lời giải chấp luận được. Lời giải chấp luận được. Đấy, nôm na là như vậy. Hiểu không ạ? Chú ý là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bất kỳ phần tử nào trong A1, A lớn 1 và bất kỳ phần tử nào trong A lớn 2 hay là bất kỳ phần tử nào trong A lớn N đều thỏa mãn tính chất P thì lúc đấy là gì ạ? Chúng ta sẽ có tập D sẽ bằng tập X lớn. Nghĩa là tập X lớn là gì ạ? Là trường hợp mà gì ạ? Là chúng ta lấy vết cạn tất cả phần tử của A1 lắp vào vị trí X1, lấy vết cạn tất cả phần tử A lớn 2 vào vị trí X2 thì lúc đấy chúng ta sẽ thu được gì ạ? Tập X lớn. Thực ra tập D lớn này sẽ là một, một tập con của tập X lớn. Có hiểu không ạ? Hiểu chưa? Thì quay lại cái ví dụ này. Ví dụ ở cái ví dụ đầu tiên này này. Là bài toán liệt kê sâu nhị phân có độ dài N nhá. Thì chúng ta sẽ có tập A lớn 1 sẽ gồm cái gì ạ? Lúc này tập A lớn 1 sẽ gồm chỉ hai số nhị, hai số 0 và 1 thôi. A lớn 2 cũng như vậy. Chỉ gồm hai số gì ạ? Không bằng một thôi. Và A lớn N như vậy chỉ chứa hai số không bằng một thôi. Đúng không ạ?
Thì khi đó thì chúng ta sẽ thấy là gì? Ở cái bài chúng ta đang nói về cái bài tập đầu tiên đấy nhá, bài tập bài liệt kê sâu những phân độ dài n ấy. Thì khi đó gì ạ? X1 sẽ được gì ạ? Được gán lần lượt là gì ạ? Lần lượt các giá trị gì ạ? 0 và 1. X2 như vậy, xn như vậy. Đó. Vì sao? Vì cái tính chất p ở đây là gì ạ? Nó không có tính chất p. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ lấy ra bất kỳ phần tử nào trong tập A lớn để chúng ta gán vào xn đều được. Đúng không ạ? Đúng nhỉ? Thì đấy là trong cái bài tập liệt kê sâu những phân độ dài n. Thì chúng ta thấy là cái tập A lớn của chúng ta như thế này. Và x1 và x2, xn sẽ được gán lần lượt tất cả giá trị 0 và 1. Nhưng ở cái bài toán thứ ba là tập hoán vị của n số tự nhiên. Những cái bài toán thứ ba này này. Tập hoán vị n số tự nhiên. Thì chúng ta sẽ có gì ạ? Bài toán thứ ba, ví dụ chúng ta có bài toán thứ ba là gì ạ? Tập hoán vị của n số tự nhiên liên tiếp. Được nhỉ? Thì chúng ta sẽ có gì ạ? A lớn 1 sẽ bằng gì? Cũng là chứa n số thôi. N số tự nhiên liên tiếp. A lớn 2 nó sẽ chứa n số tự nhiên liên tiếp. Đúng không ạ? A lớn n như vậy. Nhưng cái việc chọn lọc là chúng ta sẽ phải chọn lọc theo một cái tính chất p. Tính chất p ở đây chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ có cái tính chất p ở đây là gì ạ? X khác x và y khác g. Nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ chúng ta có x1 là 1 này. Ví dụ chúng ta có một lời giải nhé. Ví dụ chúng ta có một lời giải này. Chúng ta có một lời giải này. Chúng ta sẽ nhìn vào một lời giải. Ví dụ là chúng ta chọn x1 bằng bằng 1. Thì x2 nó sẽ không thể là bằng 1 được. Nó có thể bằng 3 chẳng hạn. Nghĩa là lúc này tôi sẽ chọn 1 này trong A1 này. Tôi sẽ chọn 1 trong A1, tôi gán vào x1. Tôi sẽ chọn 3 trong A lớn 2 gán vào x2. Nhưng ở đây các bạn chú ý là chúng ta không thể lấy 1 trong A2 gán vào x2 được. Vì sao? Vì như thế gì ạ? Nếu chúng ta lại lấy 1 trong A2 chúng ta gán vào x2 ấy, thì lúc này gì ạ? Các bạn thấy số 1 sẽ xuất hiện lại 2 lần và nó không thỏa mãn yêu cầu đầu bài là gì ạ? N số nguyên khác nhau. Đúng không ạ? Chúng ta có N số nguyên chạy từ 1 đến N là khác nhau từ đôi 1 mà. Nên nếu mà chúng ta lấy ra 1, 1 tiếp thì là không được. 1 xong lại 3 thì được. Đấy, ví dụ vậy. Đúng không ạ? Ví dụ là khi N bằng 3 thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có 3 lời giải là gì? 1, 2, 3 này. 2, 1. 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Đấy. Dạ. Các bạn thấy là nếu tôi đã ví dụ trong một lời giải nhá. Chúng ta nhìn vào một lời giải này. Đây là tập các lời giải, nghĩa là tập D lớn đấy. Đây là tập các lời giải chấp nhận được. Thì chúng ta gọi là tập D lớn đấy. Chúng ta nhìn vào một lời giải này. Thì khi chúng ta đã chọn x1 bằng 1 rồi thì x2 nó không thể bằng 1 đâu. Nó phải bằng một số khác 1. Còn x3 ấy, nó là một số khác x1 và x2. Nghĩa là đây chúng ta có tính chất p lớn. Là xy khác xg. Với y khác g. Khi y và g ở đây là chỉ số của phần tử trong trong lời giải, trong một lời giải. Chúng ta có phần tử 1, phần tử 2, phần tử 3 này chính là y và g đấy. Y khác g và xy khác g. Nghĩa là ở hai phần tử khác nhau thì giá trị nó cũng phải khác nhau. Hiểu không ạ? Chúng ta hiểu như vậy.
Thì đấy chính là tính chất P lớn. Vậy các bạn hiểu thế nào là bài toán liệt kê chưa? Bài toán có tính chất liệt kê chưa? Bạn hiểu chưa? Cái thuật toán quay lui của chúng ta ấy, sẽ làm việc khi nào? Trước hết là chúng ta sẽ sang một khái niệm về lời giải bộ phận. Chúng ta gọi lời giải bộ phận cấp K là bộ có thứ tự gồm K thành phần A1 đến AK. Thì khi K bằng 0 chúng ta có lời giải rỗng. Hay là lời giải cấp 0 nghĩa là khi lời giải rỗng. Còn khi K bằng N là chúng ta có một lời giải đầy đủ. Thì chúng ta biết là quá trình mà chúng ta đi tìm một lời giải thì chúng ta sẽ phải gán lấy một phần tử trong A lớn 1 chúng ta lắp vào X1 và xem nó thỏa mãn tính chất P lớn hay không. Nếu thỏa mãn chúng ta lại tìm một phần tử trong X2 trong A lớn 2 chúng ta lắp vào X2 và kiểm tra xem nó có thỏa mãn tính chất P lớn hay không. Nếu thỏa mãn chúng ta lại tìm một phần tử trong gì ạ? Tập A lớn 3 chúng ta lắp vào X3. Cái quá trình chúng ta lắp từ X1, X2, X3 chúng ta gọi là lời giải bộ phận. Và lời giải đầy đủ là khi nào? Khi chúng ta đã tìm, chúng ta đã, ví dụ là chúng ta lắp được một giá trị K, một giá trị K vào AN. Với, tất nhiên là với K nằm trong khoảng từ 1 đến N rồi. Đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta nói, mà chú ý nhé, mà nó vẫn thỏa mãn tính chất P lớn nhé. Thì lúc này chúng ta nói làm sao ạ? Thì lúc này chúng ta đã nói là gì ạ? Chúng ta có lời giải đầy đủ. Được chưa? Cái quá trình mà chúng ta xây dựng từ x1, x2, x3 thì vẫn là lời giải bộ phận đấy nhá. Kể cả khi nó thỏa mãn tính chất P, nó thỏa mãn tính chất P thì chúng ta vẫn chỉ là cái lời giải bộ phận thôi. Đến khi nào mà chúng ta có xn thì đấy không phải an nhá, xn. Khi chúng ta đã tìm được một giá trị trong A lớn N, chúng ta lắp vào xn thỏa mãn tính chất P thì lúc này chúng ta mới coi là chúng ta có lời giải đầy đủ. Và đấy chính là một lời giải trong tập lời giải chất lượng được. Hiểu không ạ? Quá trình chúng ta xây dựng nhá, đầu tiên là chúng ta sẽ lấy một phần tử trong A1 này, lắp vào X1, lấy phần tử trong A2, lắp vào X2 và chú ý là vẫn luôn thỏa mãn tính chất P lớn nhá. ... Lúc đó chúng ta lấy được một phần tử trong, ví dụ phần tử K trong AN này với K lớn bằng 1 nhỏ bằng N là chúng ta lắp vào XN này, nó thỏa mãn tính chất P lớn ấy. Thì lúc này chúng ta nói là chúng ta tìm được một lời giải đầy đủ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thế nào là quay lui? Quay lui là khi nào? Khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta đang ở xk, đúng không ạ? Chúng ta chọn một cái giá trị giá trị b nào đó, chúng ta lắp vào xk. Giả sử chúng ta đang làm lời giải bộ phận đến lời giải cấp k nhé. Nghe, chúng ta đang tìm lời giải cấp k. Nghe, chúng ta thì chúng ta lấy một phần tử trong AK, A lớn K, chúng ta lắp vào XK và thỏa mãn tính chất P lớn. Nếu chúng ta không tìm được một bất kỳ một phần tử nào trong tập A lớn K thỏa mãn tính chất P lớn thì lúc này làm sao ạ? Chúng ta sẽ không tìm được bất kỳ một lời giải nào cho cấp K thì chúng ta sẽ buộc phải quay lui. Nghĩa là chúng ta phải xóa hết XK đi. Chúng ta quay lui lại gì ạ? X gì ạ? XK trừ 1. XK trừ 1. Chúng ta quay lui lại XK trừ 1 và chúng ta sẽ phải tìm lại phần tử nào đó trong tập A lớn K trừ 1 để lắp lại vào vị trí XK trừ 1. Và tất nhiên là nó không phải là những phần tử mà chúng ta đã thử trước đấy rồi. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta gọi là thuật toán quay lui. Đây là như hình vẽ này. Thuật toán quay lui chính là một thuật toán định quy nhé, các bạn chú ý nhé. Thuật toán quay lui chính là một thuật toán định quy và quá trình mà chúng ta quay lui khi như là chúng ta vẽ ra một cái cây định quy này. Và ở cái mức đầu tiên đấy là chúng ta xác định x1 này, cái mức thứ hai này chúng ta xác định x2 này, mức thứ ba chúng ta xác định x3 này, chấm chấm, mức thứ k là chúng ta xác định xk, đúng không ạ?
Mức là gì, là cái con hay là cháu đấy. Ví dụ là con thì chúng ta gọi là mức từ mức gốc này xuống một mức là chúng ta có mức dưới mức gốc này. Còn đời cái nút cái cấp độ cháu nhá, các nút thứ cháu chúng ta gọi là cấp dưới. Dưới cấp 1 chúng ta gọi là cấp 2. Đấy, con của những cái nút mà con của cấp 2 chúng ta gọi là cấp 3. Đấy. Thì chúng ta hiểu là cái quá trình mà chúng ta đi tìm lời giải bộ phận là x1, x2, x3 này chấm chấm đến xk thì nó giống như là một cây đệ quy mà. Vì là thuật toán quy lui chúng ta là thuật toán đệ quy mà. Chúng ta thấy là lời giải cấp 1 chính là con của cái nút gốc, là cái nút mà chúng ta bắt đầu thuật toán. Và con của và các cái lời giải cấp 2 chúng ta hiểu nó sẽ được, nó là con của cái lời giải cấp 1. Đấy. Và khi nào thực hiện quay lui? Ví dụ chúng ta tìm được x1 này, chúng ta tìm tiếp x2 này, chúng ta thấy là gì ạ? Đến x2 thì chúng ta không tìm được bất kỳ một phần tử nào trong A2 thỏa mãn, A lớn 2 thỏa mãn. Chúng ta lại quay lui lại gì ạ? Xin lỗi, là ở đây là chúng ta đang tìm x2 nhé. Chúng ta tìm được một giá trị thỏa mãn x2 rồi. Chúng ta tìm tiếp x3 nhé. Thì lúc này không tìm được bất kỳ một phần tử nào thỏa mãn x3 trong A lớn 3 cả. Chúng ta lại quay lui lại gì ạ? Cái x2 chúng ta lại chọn phần tử khác cho lắp vào vị trí x2. Các bạn hiểu không ạ? Quay lui là như vậy đấy. Nghĩa là ví dụ tôi đang làm đến xk, xong rồi tôi không tìm được phần tử nào thỏa mãn trong tập A lớn K thỏa mãn tính chất P cả. Tôi sẽ quay lại ạ, cấp K-1 và tôi lại lắp phần tử khác thay thế vào vị trí xk-1. Thì ở trong hình vẽ này nó như vậy nhá. Tôi tìm được x1 này, tôi tìm được x2 này. Nhưng khi mà tôi tìm x3, nghĩa là tôi không tìm được phần tử nào trong A lớn 3 để thỏa mãn tính chất P cả. Tôi quay lại x2 và lúc này tôi sẽ không sử dụng cái phần tử x2 này nữa. Tôi sẽ tìm phần tử khác trong A lớn 2, tôi lắp vào vị trí x2. Đúng không ạ? Xong tôi lại tìm được gì ạ? Tôi tìm cách tìm phần tử trong A lớn 3 để thỏa mãn tính chất P. Tôi lại tìm được một phần tử lắp vào x3. Lúc này tôi lại không tìm thấy gì ạ? Bất kỳ phần tử nào trong A lớn 4 thỏa mãn tính chất P. Thì tôi sẽ thực hiện quay lui, nghĩa là lúc này tôi quay lại gì ạ? X3, tôi sẽ tìm phần tử khác của A lớn 3, tôi lắp lại gì ạ? Vào x3. Và tôi lại tìm tiếp gì ạ? Phần tử trong A lớn 4 để lắp vào x4 nhưng không thấy. Tôi lại quay lui lại x3 và tôi lại tìm phần tử khác trong A lớn 3, tôi lắp vào vị trí x3. Bạn hiểu chưa ạ? Đấy. Thế thì những cái phần tử trong A lớn 1 nó thỏa mãn tính chất P. Những phần tử này trong A1 mà thỏa mãn tính chất P chúng ta gọi là gì ạ? Được gọi là ứng cử viên. Hay chúng ta gọi là tập gì ạ? Tập S1. Nó tạo lên tập S1. Tương tự như vậy, những phần tử trong A lớn 2 thỏa mãn tính chất P chúng ta gọi là gì ạ? Tập ứng cử viên S2. Tập ứng cử viên. Như vậy S1, S2 chúng ta gọi là tập ứng cử viên. Được chưa? Và cái thuật toán chúng ta sẽ mô tả như sau. Vân vân như vậy. Và thuật toán chúng ta sẽ mô tả như sau này. Chúng ta có một thuật toán quay lui này. Chúng ta đặt tên thế nào được tùy các bạn nhé. Đầu vào chúng ta sẽ làm số nguyên K. K chính là chúng ta đang đi tìm lời giải cấp K. Khi chúng ta đã gọi đến lời giải cấp K rồi, nghĩa là chúng ta đã có lời giải từ cấp gì ạ? 1 đến cấp gì ạ? K-1 rồi nhá. Giống như ở đây tôi đã nói cho các bạn nhé. Khi chúng ta đang làm việc với cấp K thì các bạn chú ý là từ 1 đến K-1 là tôi đã có lời giải rồi. Tôi đang tìm lắp phần tử ở vị trí cấp K trong tôi đang tìm trong tập A lớn K những phần tử thỏa mãn tính chất P để lắp vào vị trí XK thì chúng ta gọi là đi tìm lời giải cấp K, hay nói khác là tôi đang máy tính đang gọi đến hàm đang đến gọi đến cái thuật toán quay lui của tôi đấy với K đầu vào. K là một số nguyên đầu vào, nghĩa là tôi đang đi tìm lời giải cấp K, được chưa? Đầu tiên tôi sẽ phải xây dựng tập ứng cử viên S này, SK này. Với mỗi phần tử trong tập ứng cử viên này, tôi sẽ gán y vào
xk. Ví như trong cái trong 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 cái thuật toán này thì ak đây chính là xk. Trong trong slide là a nhỏ k nhé, nhưng mà trong cái tôi dạy các bạn thì trong cái đắp này, cái phái tách này thì chú ý là x nha. Nhưng trong cái đoạn mã này thì lại để là ak, nhưng chúng ta hiểu đây là chúng ta đã gì ạ? Lấy một phần tử trong tập ứng cử viên SK, mà tập ứng cử viên SK là tập những phần tử thỏa mãn tính chất P trong tập A lớn K đấy. Tôi lấy từng phần tử ra, tôi lắp vào vị trí AK, AK đây chúng ta hiểu là XK đấy, X nhỏ K mà tôi trong ví dụ này đây, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem là đấy có phải lời giải đầy đủ không, bằng cách là nếu K bằng N chúng ta sẽ ghi nhận lời giải. Còn nếu không chúng ta sẽ đi tìm lời giải ở gì ạ? Lời giải gấp K cộng 1. Ok chưa? Đấy. Cấu trúc của thuật toán quay lui rất rất đơn giản như thế này. Rất đơn giản. Và chúng ta thực hiện lời gọi bằng cách là backtrack 1. Đấy nhá. Phí A nhỏ K ở đây nhá, chính là X nhỏ K ở đây nhá. X nhỏ K ở đây đấy. Đấy. Đúng không ạ? Chỉ là như vậy. X nhỏ là tôi đang nói về cái ví dụ này, còn trong slide thì nó lại là lúc mà mô tả cái giả mã cái thuật toán quay lui thì nó lại dùng a nhỏ k, thì chúng ta hiểu a nhỏ k chính là x nhỏ k nhá. Tóm lại này, để tìm lời giải cấp K chúng ta xây dựng tập ứng cử viên SK, nghĩa là gì ạ? Từ cái tập A lớn K chúng ta phải tìm ra những phần tử thỏa mãn tính chất P lớn, chúng ta đưa vào tập S lớn K. Với mỗi phần tử trong tập S lớn K tôi sẽ gán vào AK, nghĩa là gán vào XK đấy. A nhỏ K chính là X nhỏ K nhá. Chứ không phải ở đây là nó hơi sử dụng hơi khác cái ví dụ này của tôi tí. Nhờ A nhỏ K chính là X nhỏ K, được chưa? Tiếp theo là chúng ta kiểm tra K có bằng N hay không. Nếu K bằng N thì chúng ta lấy là gì ạ? Lời giải đầy đủ, chúng ta in ra màn hình, ghi nhận. Nếu không chúng ta sẽ tìm lời giải cấp K cộng 1 và chúng ta gọi thuật toán bằng câu lệnh backtrack 1. Ví dụ nha. Bài toán xếp hậu. Liệt kê tất cả cách xếp n quân hậu trên bàn cờ n như n sao cho không có quân nào ăn được lẫn nhau. Hay chúng ta sang bài toán liệt kê trước đi, liệt kê dễ hơn. Bài toán quân hậu để hoặc là chúng ta sang cái bài toán dễ nhất là bài toán liệt kê sâu nhị phân độ dài n đi. Đấy. Chúng ta có bài toán liệt kê sâu nhị phân độ dài n và vừa nãy tôi đã nói qua cho các bạn. Chúng ta có tập A lớn 1 đến A lớn n là đều chứa hai phần tử là 0 và 1. Thế thì khi đó chúng ta thấy là trong cái bài toán này thì nó không có một cái tính chất P nào rõ ràng cả. Nghĩa là ở đây mọi phần tử trong A lớn 1 đều là gì ạ? Đều là ứng cử viên. Như vậy chúng ta sẽ có là A lớn 1 sẽ bằng luôn S1. Đúng không ạ? Đều là ứng cử viên mà. Nên cái bài toán này rất đơn giản là chúng ta chưa xác định cái tính chất P lớn nên làm sao ạ? Mọi phần tử trong A lớn K thì đều là ứng cử viên của cái tập SK. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình nhá. Giả sử chúng ta gọi cái hàm đấy là hàm gì ạ? In dãy nhị phân, in dãy nhị phân, được chưa? Đầu vào là một số nguyên k.
Giờ chúng ta bám theo đúng đúng cái cú pháp này này. Đấy. Bây giờ chúng ta biết là để tìm lời giải cấp K ấy thì làm sao ạ? Tôi sẽ phải xác định tập ứng cử viên SK, thì chúng ta biết SK nó chứa hai số là 0 và 1 rồi, đúng không ạ? Tôi cho x nhỏ này là ghi nhận lời giải nhá. Thì lời giải mà tôi ghi nhận xa nhất là tôi sẽ ở đây tôi tạo ra x có 10 phần tử. Giả sử là tôi muốn xác định một giá trị n bằng 10, nghe tôi muốn in ra tất cả các số nhị phân có 10 phần tử chẳng hạn. Thì tôi sẽ sử dụng một mảng x chứa 10 phần tử, 10 phần tử trong mảng, tương ứng với việc là tôi sẽ xây dựng lời giải từ cấp 1 đến cấp 10 đấy, từ cấp 1 đến cấp 10. Đúng không ạ? Bây giờ tôi đang đi tìm cấp K này. Ý là khi mà trong hàm main thì tôi sẽ gọi cái hàm quay lui này của tôi là bắt đầu từ giá trị bằng 1. Đấy. Nó gọi in dãy nhị phân với đầu vào là n bằng 1 đấy nhá. Tiếp theo này chúng ta sẽ nhìn này. Tìm tập ứng cử viên. Chúng ta biết là ứng cử viên, chúng ta thấy là tôi đang làm với cấp K mà. Cấp K mà tôi đang làm tìm lời giải cấp K mà, chúng ta biết là gì? SK vẫn bằng AK là chứa thì hai số 0 và 1. Như vậy là gì ạ? Yêu cầu đây tôi sẽ phải quét qua tất cả phần tử của SK, mà lúc này chúng ta biết SK nó chỉ chứa hai phần tử 0 và 1 thôi thì làm sao? Thì rất đơn giản ở đây là tôi sẽ gì ạ? Khai báo một số nguyên y và gì ạ? Tôi sẽ cho y chạy qua hai số gì? 0 và 1, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cho y chạy gì ạ? 0 đến 1. Được chưa? Được chưa? Đúng cái cú pháp này chưa? Với mọi y trong tập ứng cử viên SK mà chúng ta biết là AK bằng SK và chứa 01, như vậy SK chứa hai phần tử 01. Ở đây tôi sẽ quét qua tất cả phần tử của SK, nghĩa là tôi sẽ cho y chạy từ 0 đến 1. Quét qua cả hai phần tử của S lớn K. Được chưa? Và sau đó thì tôi làm nhiệm vụ này, tôi sẽ gán thì XK bằng y. Thì các bạn chú ý nhá, trong C ấy, thì chúng ta trong giả mã thì chúng ta có xk, nghĩa vì sao? Vì là x lúc này chúng ta đánh chỉ số từ gì ạ? Vì x chúng ta đánh chỉ số từ 1 đến k. Thì trong lập trình nhá thì chúng ta sẽ lưu lời giải cấp k sẽ vào vị trí gì ạ? K trừ 1 trong mảng, vì mảng chúng ta đánh chỉ số từ 0 mà. Trong khi trong cái ví dụ vừa rồi chúng ta đánh chỉ số x từ 1, x nhỏ từ 1 trở lên. Nhưng mà trong lập trình chúng ta đánh số cái mảng, trong lập trình ngôn ngữ C chúng ta đánh số từ 0 trở lên. Nên ở đây chúng ta thay vì chúng ta gán gì ạ? XK bằng một phần tử trong tập ứng cử viên thì chúng ta sẽ gán gì ạ? XK trừ 1. Chú nhá, XK trừ 1 là XK trừ 1 nghĩa là chúng ta hiểu là chúng ta đang lưu lời giải cấp K nhá. Còn X0 chúng ta lưu lời giải cấp 1, có hiểu chưa ạ? Chúng ta sẽ gán bằng y. Đấy. Được chưa? Y đây, y nhỏ đây chính là cái giá trị y chúng ta chạy từ 0 đến 1 là chúng ta là những cái giá trị trong cái tập S lớn K, là tập ứng cử viên mà. S lớn K chỉ chứa hai phần tử 0 và 1 đấy, được chưa? Tiếp theo này. Nếu K bằng N thì ghi nhận lời giải này. Ta có câu lệnh if này. Nếu gì ạ? K mà bằng gì ạ? N thì làm sao ạ? Chúng ta sẽ gọi một cái hàm bằng tên là ghi nhận. Còn nếu không thì làm sao ạ? Nếu không ở đây chúng ta sẽ backtrack, chúng ta sẽ gọi lại hàm này, gọi để quy lại hàm này. Nhưng mà làm sao ạ? Nhưng mà lúc này chúng ta tăng k một đơn vị. Như vậy là thuật toán quay lui chính là một thuật toán định quy nhá, mà các bạn chú ý nhá là
cái điều kiện if k bằng n này chính là bước dừng đệ quy này, được nhá. Chúng ta c vào này. Chúng ta gọi đây là gì ạ? Quay lui đi. Được nhá. Thì chúng ta sẽ viết hàm ghi nhận nhá. Hàm ghi nhận chúng ta thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ in tất cả phần tử trong dãy x ra. Và chúng ta sẽ ghi nhận từ đâu? Từ vị trí nào ạ? Từ vị trí y bằng 0 này đến y làm sao ạ? Nhỏ n. Vì làm sao ạ? Vì là chúng ta ghi nhận phần tử trong trong ví dụ là các phần tử nó chạy từ 1 đến n. 1 đến n, nhưng mà trong khi lập trình là chúng ta lưu từ 0 đến n trừ 1, nên ở đây chúng ta phải in ra phần tử từ x0 đến xn trừ 1. Hiểu không ạ? Đấy. Ok nhá. Chúng ta chạy nhá. Thầy bị thừa mất một giống đặt ngọc ngọn ngọn nhọn đóng ạ. Đâu? Không 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 phải. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. If ghi nhận else in the event. Cái này không đạt tới. If k bằng bằng n thì chúng ta gọi hàm ghi nhận, nếu không đúng rồi cơ mà nhỉ, sao lại nó lại báo là à, nó phải là x à, để cho chạy từ 0. For này, n này, if k bằng n thế n này, if k bằng n ghi nhận này, đúng rồi các bạn nhỉ? Xem nào. Chưa chuyển đồ thầy. Thầy thiếu giá trị duy cơ này. Cái hàm của thầy đó là int thì phải trả về một giá trị số nguyên. Ờ, đúng rồi. Hàm này là hàm void nhá. Void. Ta chạy này. Đấy, các bạn thấy không? In ra tất cả từ dãy 00011. Chúng ta có bình thường là phải 2 mũ 10 phần tử đúng không? 2 mũ 10 đúng không? Ví dụ là chúng ta mỗi lần in ra chúng ta thử tăng một cái biến đếm lên xem có đúng là bằng 2 mũ 10 không? Đúng không nhỉ? Nếu mà in đủ ra 2 mũ 10 thì là chúng ta đúng, chúng ta đã in ra thành công. Đúng rồi, 2 mũ 10 1024 hay sao đúng không? Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Ta phải in trước khi mà chúng ta xuống dòng. Đấy. Như vậy là tôi đã, các bạn thấy hiểu cách mà chúng ta làm việc với toán quay lui chưa ạ? Đấy. Rồi in ra số dãy số nhị phân có độ dài bằng 10.
chắc chắn nó phải là gì ạ? 1024 phần tử. Từ 000 đến 1 này. Đấy, phần tử cuối cùng là 1 này. Từ đầu tiên là 00 này, các bạn thấy chưa? Đấy. Đúng chưa? Thì đây là một cái bài tập rất là dễ về từ tuần quay lui. Vì sao? Bài tập này dễ vì sao ạ? Vì là tôi chưa có tính chất P. Tôi chưa thể hiện cái tính chất P ở cái bài tập này, bài toán liệt kê sâu nhị phân này là tính chất P là không có. Đấy, thành ra là cái tập gì ạ? Thành ra là cái tập SK nó bằng luôn A lớn K, tập S lớn K bằng luôn A lớn K. Nghĩa là bất kỳ phần tử nào trong A lớn K tôi đều coi nó là một phần tử thuộc tập ứng cử viên và tôi hoàn toàn thể dùng nó để lắp vào vị trí XK đều được. Đấy. Được chưa? Chúng ta sẽ sang bài khó hơn một chút. Là bài liệt kê gì ạ? Tập hoàn vị. Đây, chúng ta quay lại bài hoàn vị đây. Cái bài hoàn vị nhá thì chúng ta có cái tính chất P lớn là gì ạ? XY khác XY và Y khác Z. Đấy. Chúng này chúng ta sẽ có hoàn vị như lời giải như sau là gì ạ? Tính chất P là gì ạ? Là XY phải khác XY với Y khác Z. Đúng không ạ? Đấy là tính chất P. Và khi đó chúng ta sẽ thấy như này. Khi đó chúng ta dựa trên cái tính chất P này chúng ta sẽ thấy này là gì ạ? S lớn 1 là tập ứng cử viên. Của tập A lớn 1 nghĩa là chúng ta lựa chọn cho lời giải bộ phận cấp 1 đấy. Thì rõ ràng là S lớn 1 sẽ bao gồm tất cả N phần tử đúng không? Đúng chưa? Còn A lớn 2 này. Từ A lớn 2 chúng ta sẽ phải tìm ra một cái tập S2 là những cái tập mà gì ạ? S2 này sẽ chứa gì ạ? Nó sẽ chứa N trừ 1 phần tử. Gì ạ? Khác với gì ạ? X1. Đúng chưa? Hay là chúng ta tìm S lớn 3 cũng như vậy. Thì A lớn 3 thì nó cũng bằng A lớn 1 và A lớn 2 thôi. Nhưng mà gì ạ? S lớn 3 sẽ là gì ạ? Chứa N chứa 2 phần tử. Khác X1 và X2. Đấy. Có hiểu không ạ? Vì sao? Vì cái tính chất P này của chúng ta là gì ạ? XY khác XY và Y khác Z nghĩa là hai phần tử X khác nhau từng đôi một. Đấy, tính chất P là xy khác xy và y khác gì nghĩa là hai phần tử x phải khác nhau từng đôi một. Đấy, hiểu chưa? Đây chúng ta cài đặt nhé. Giả sử chúng ta có n bằng 10 này, chúng ta sẽ hiển thị tất cả hoán vị của gì ạ? 10 số. Thì nó sẽ bằng 10 dây thừa đúng không nhỉ? Hoán vị của 10 số tự nhiên là gì? 10 dây thừa đúng không? Vâng. Các thanh niên. Vâng. Siêu toán dày dạn lắm mà. Thế thì chúng ta sẽ là viết một hàm đây. Hàm này cũng sẽ là một thuật toán quay lui. In hoán vị. N số. Đó. Chúng ta sẽ in hoán vị N số. Chúng ta cũng có lời giải cấp K này, chúng ta có Y này, như vậy chúng ta sẽ thấy này.
là ở đây chúng ta sẽ phải đi tìm tập ứng cử viên SK, S lớn K. Lời giải cấp K chúng ta phải đi tìm ứng cử viên S lớn K. Chúng ta sẽ tìm như thế nào? Đầu tiên nhá, là chúng ta sẽ quét qua tất cả phần tử trong cái tập A lớn K. Thì đây là chúng ta sẽ quét qua từ 1 đến N. Thì tôi sẽ cho một biến Y, tôi chạy từ 1 đến gì ạ? N cộng 1, N, được chưa? Và trong cái câu lệnh này tôi sẽ có một cái hàm là tôi sẽ lọc ra xem là phần tử Y nào thỏa mãn tính chất P. Thì tôi sẽ có một hàm mang tên là ứng cử viên. Nghĩa là kiểm tra xem là cái phần tử Y này bằng 1 hay là Y bằng 2 hay là Y bằng K này, nó có phải là ứng cử viên của lời giải cấp K hay không. Nếu đúng tôi sẽ trả về 1, đúng không ạ? Và nếu đúng cái tôi sẽ gán đi ạ, xk trừ 1 bằng y. Và sau đó thì nếu k bằng n tôi ghi nhận lời giải. Và sau đó thì tôi in dãy, tôi sẽ, nếu không thì tôi sẽ gọi lại hàm quay lui. Nghĩa là gọi lại hàm định quy cái hàm này với lời giải cấp k cộng 1. Đấy. Được chưa? Nghĩa là tôi kiểm tra xem là đầu tiên nhá là thay vì tôi tìm tất cả phần tử trong S lớn K thì tôi sẽ quét qua tất cả phần tử trong A lớn K. Nghĩa là tôi sẽ cho Y chạy từ 1 đến N. Và mỗi phần tử của Y đấy tôi sẽ kiểm tra xem nó có thuộc tập S lớn K hay không bằng cái hàm ứng cử viên. Được chưa? Ok chưa? Thế bây giờ là như vậy là toàn bộ cái cú pháp thì tôi giữ nguyên giống hệt như là cái cú pháp ở đây rồi. Cái cú pháp của cái hàm này rồi. Đúng không ạ? Giống hệt này rồi. Tôi chỉ khác mỗi cái là để xác định xem là Y có phải là một phần tử thuộc tập ứng cử viên hay không, tập S lớn hay không, thì chúng ta sẽ viết một hàm ứng cử viên kiểm tra xem Y có phải là ứng cử viên của lời giải cấp K hay không. Được chưa? Tôi viết hàm đấy này. Hàm đấy sẽ trả về cho tôi một số nguyên này, 1 hoặc 0. 1 nghĩa là nó là ứng cử viên, 0 không phải ứng cử viên. Đầu vào sẽ là Y và lời giải cấp K, được chưa? Thì bây giờ chúng ta quay sang cái tính chất P lớn này. Chú ý nhé là hàm ứng cử viên này sẽ phải thỏa mãn tính chất P lớn. Nghĩa là XY và XY khác nhau từ đôi 1. Thì khi chúng ta đang tìm lời giải cấp K, nghĩa là chúng ta đã có trong tay lời giải cấp 1 đến cấp K trừ 1 rồi. Và nó được lưu ở đâu? Nó được lưu từ X0 đến X gì ạ? K trừ 2. Có hiểu không? Thế thì rất đơn giản là tôi sẽ kiểm tra xem là gì ạ? Từ x0 cho đến xk trừ 2 có phần tử nào bằng y hay không? Bằng y nghĩa là gì? Không thỏa mãn tính chất p. Chỉ cần một phát hiện một anh bằng là không thỏa mãn tính chất p. Hiểu chưa? Đấy thì chúng ta sử dụng một biến mang tên là g này, chúng ta cho g chạy từ gì ạ? 0 đến gì ạ? G nhỏ hơn k trừ 1. G cộng cộng. Nghĩa là chúng ta sẽ cho g chạy từ gì ạ? 0 đến gì ạ? K trừ 2. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem là nếu xg mà bằng y cái là trả về 0 ngay. Đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta quét qua tất cả từ x0 đến xk trừ 2 mà không có anh nào bằng y, ta trả về 1, nghĩa là chúng ta thông báo à như vậy y là một ứng cử viên đó. Được chưa? Xong, như vậy chúng ta đã cài đặt xong hàm ứng cử viên này. Và bây giờ tôi sẽ chạy cho các bạn xem. Viết hàm y nó bị n số. Đấy. Như vậy ở đây tôi sẽ hiển hoán vị của 10 số đúng không? N bằng 10 mà. Sao nó lại 10 giây thừa bằng bao nhiêu nhỉ? 10 giây thừa có lớn quá không nhỉ? 3 triệu 6 thôi. 3 triệu 6 à? Vâng. Ở đây chúng ta sẽ giảm NDN thế này bằng 6 đi. Được nhá. N bằng 6 thì với 2 mũ 6 thì chúng ta ra 64 đúng không? Chúng ta làm vấn đề 6 cho nó nhẹ nhàng.
Nếu y là một cứu viên nhá, ứng cử viên này, chúng ta sẽ gán y vào x k trừ một k bằng n, chúng ta ghi nhận lời giải. Nếu không chúng ta sẽ tìm lời giải cấp k cộng một, nghe đúng rồi nhá. Y chạy từ một đến n, chạy từ một đến n, đúng rồi, vì là tập a lớn k chúng ta là có n n số nguyên liên tiếp từ một đến n, đúng rồi. Chúng ta sẽ cho mình đi chạy một n, và mỗi phần tử này chúng ta sẽ lọc ra xem nó có thuộc S lớn K hay không bằng cái hàm ứng cử viên này. Được nhá. Hàm ứng cử viên này chúng ta sẽ kiểm tra y xem nó có khác với tất cả phần tử lưu từ x0 cho tới gì ạ? Xk trừ 2 hay không? Nếu bất kỳ anh nào từ x0 đến xk trừ 2 mà bằng y là chúng ta trả về 0 để thông báo là như vậy là số đấy đã xuất hiện rồi và y không phải là một ứng cử viên. Còn nếu vòng là for này chạy hết mà không return bất kỳ lúc nào thì chúng ta trả về 1 để thông báo y là một ứng cử viên lời giải cấp k. Và chúng ta sẽ gán y vào xk trừ 1, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta xem hàm ghi nhận nhá. Hàm ghi nhận là chúng ta sẽ phải chạy từ 0 cho tới gì ạ? Chúng ta sẽ, đúng rồi. Sao rồi lại ra sai nhỉ? Sao lại ra sai nhỉ? Sai rồi. Chúng ta kiểm tra lại nhá. Chúng ta in hoán vị n số, đúng không? Chúng ta gọi in hoán vị n số bắt đầu từ 1 này. Chúng ta cho y chạy từ 1 đến n này. Y chạy từ 1 đến n này. Xem bất kỳ phần tử nào nó thỏa mãn hay không này. Trả về 1 này. Gán y bằng xk nhân 1, nếu càng chúng ta ghi nhận lời giải, không chúng ta gọi k cộng 1, đúng rồi. Ta do gì chạy từ 0 đến k trừ 2 này. Ô, tại sao sai sai nhỉ? XY này. Y chạy từ 0 đến n. Em thấy cái ứng cử viên kia nếu mà k bằng 1 thì làm sao vậy? K bằng 1 nhá. K bằng 1 thì hàm có chạy không? K bằng 1 thì cái này không chạy. Thì nó trả về 1. Được chưa? K bằng 1 thì di bằng 0 là không thỏa mãn điều kiện này thì vòng for này không chạy này, nó trả về 1 luôn này. Thì lúc đấy là gì ạ? Như tôi nói rồi là bất kỳ một phần tử nào trong tập A lớn 1 cũng đều là ứng cử viên hết. Nên khi mà K bằng 1 là chúng ta lấy hết tất cả, chọn tất cả phần tử của A lớn 1 đưa vào S lớn 1. Nghĩa là X0 sẽ được lắp lần lượt từ 1 đến N. Hiểu không ạ? Sao lại bắt đầu 5, 4, 2, 3, 1, 6? Sao nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhỉ? Đấy, xem nào, ứng cử viên này bị sai à? Thầy, cái K nó em thấy không... cái ứng cử viên của thầy ở cái vị hoàn toàn doán vị à? Thì nó kiểm tra những thằng ở trước đó thì là kiểm tra những thằng ở trước đó thì là ứng cử viên y k trừ 1 rồi. Chúng ta phải kiểm tra từ x0 đến xk trừ 2. Đúng không? Thực ra ấy thì là nó chạy cũng đúng đấy, nhưng mà mỗi tội là nó cứ lặp đi lặp lại các số này nhiều lần đấy. Bạn thấy không? Thực ra nó chạy đúng đấy, nhưng mà
À đây này, đây bị sai, đây sai là 311 này. Được rồi. Thôi được rồi, cái này tôi sẽ sửa lại sau, buổi sau tôi sẽ nói lại cho các bạn nhé. Nó có một lỗi nào đấy chúng ta chưa nhìn ra thôi. Tôi sẽ copy cho các bạn bỏ đi cái phần chưa chính xác nhé. Phần chưa chính xác này tôi sẽ nốt lại ở đây nhá. Là chưa chính xác để chúng ta buổi sau tôi sửa nhá. Sợ chúng ta hết giờ rồi. Đấy, hai cái hàm này là chưa chính xác đâu. Còn những hàm kia là ok rồi nhá. Tôi bật lại cho các bạn. Tôi gửi cho các bạn đoạn code này. Các bạn chạy thử trên máy. Buổi sau tôi sửa, nó chúng ta nhầm một đoạn nào đó nhỏ nhỏ thôi. Hiện tại tôi cũng chưa nhìn ra. Còn cái hàm in dãy nhị phân là chuẩn rồi nhá. Đấy. Buổi sau tôi sẽ thông báo cho các bạn cái lỗi mà lỗi nhỏ nhỏ thôi, tôi hiện tại tôi chưa nhìn ra. Và cái thứ hai là buổi sau chúng ta sẽ sang bài toán xếp hậu. Các bạn có thể về đọc trước bài toán xếp hậu được, và buổi sau chúng ta sẽ giải bài toán xếp hậu này. Đúng không ạ? Ok chưa? Buổi hôm nay thì do là chúng ta mất thời gian nên tôi chưa điểm danh. Buổi sau điểm danh vậy, có như buổi này không điểm danh. Ok chưa? Các bạn gì lan tan nào? Cái lỗi này thôi, buổi sau tôi sẽ nói nhá, vì nó chỉ sai một cái gì đấy nhỏ thôi, tôi chưa nhìn ra kịp nhá, không có thời gian. Đang nghỉ hôm nay, nghỉ ở đây nhá. Em thầy ạ. Chào các em. Em thầy ạ. Em thầy. Em thầy ạ. Thầy ạ. Chào các em. Thầy ạ.